Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình phỏng vấn Villa ngày hôm nay. Đây là một kênh truyền hình rất nổi tiếng các bạn, nổi tiếng năm châu bốn bể các bạn ơi. Và đây là một MC rất là xinh đẹp và đầy tài năng, quái còn rất là trẻ và bằng tuổi của Will dạ, thưa các bạn. Anh đẹp trai quá. Không quá đâu anh. Tại sao em nói một cái chuyện mà đúng với thực tế xã hội như vậy chứ? Không. Mới đây nè, gần đây nhất là anh mới biểu diễn ở sân khấu trường Đại Hồng Y Dược xong, cảm giác như thế nào? Thật ra đối với ca sĩ Tô Anh á, cái diễn trường cho học sinh á, sinh viên á, đúng rồi, là một cái nơi mà anh cảm thấy là mình lấy lại được cái cảm xúc của người nghệ sĩ nhiều nhất. Vì các bạn học sinh sinh viên á rất là ủng hộ cho các bạn nghệ sĩ, và đặc biệt là họ rất là nhiệt tình, họ rất là vui. Và đó cũng là một cái khoảng thời gian đẹp nhất của anh hồi đi học nữa. Anh hát từ hồi đi học luôn. Anh có một cái đặc điểm rất là hay là tất cả những cái chương trình mà ngày xưa trong trường á, từ cấp 2, cấp 3 trên đại học á, chương trình là anh cũng thi hát á đó. Nhưng mà anh đều rớt hết. Anh đều là người xung phong đại diện trường đi thi, lớp anh đi thi tự tin, và lúc nào anh cũng rớt cộng một điểm tự tin. Anh không bao giờ đem đem được vinh quang cho lớp anh. Anh cũng không hiểu tại sao. Anh có lời gì nhắn nhủ với các bạn cấp 3, cấp 2 mà học chung với anh không? Bây giờ mình là ca sĩ rồi, mình đã bù lại những cái sự thất bại năm xưa của những cuộc thi hát. Các bạn nhớ lắng nghe ca khúc của mình nhé, càng view cho mình nhé. Càng view cho mình nhé. Là đi đâu em cũng nghe tận cùng của nơi nhớ gì đó. Anh đừng hát anh nữa. Anh biết là gì không? Anh mạnh lắm. Thực ra thì trước khi khoảng 2-3 tháng mà bài này ra mắt á, là đa số tất cả tụi anh là đều phải thâu âm và nghe cái ca khúc này gần như là rất là nhiều lần, gần như cả trăm lần á, để có thể chỉnh sửa từ nhạc cho tới phần MV. Nên là tới lúc mà ra rồi là gần như tụi anh hơi bị chai một tí, một chút xíu là bị mất cảm giác rồi đúng không? Tới lúc mà nhiều khi đi đâu nghe anh bực bịch cái tay luôn, rất là ám ảnh luôn á. Không, nhưng mà thật sự là bài đó rất là hay. Có một lần bé Hansara nó livestream với fan thì nó hát cái bài lên, anh vô anh comment bớt hát đi em, anh là bớt hát luôn. Mà nhắc tới cái bé Hazara, mới nói là tại sao anh lại chọn Hazara làm một cái version 2. Thì cái lúc đầu á là anh cũng có lên danh sách rất nhiều ca sĩ mà phù hợp với bài hát. Nhưng mà lúc đó thì anh mới nghe giọng. Thực ra giọng tất cả bạn ca sĩ ai cũng hát hay hết, nhưng vấn đề là nó cũng phải phù hợp với bài hát, và nó phải phù hợp với tông giọng của anh nữa. Đúng rồi. Thì là anh nghĩ là bé Hazara cũng là một nhân tố mới. Đó là xuất sắc. Đúng rồi. Và anh thấy là cũng rất là hợp với bài hát này, nên anh nghĩ là bé Hazara cũng hợp lý. Anh chọn rất là đúng người rồi đó. Tại vì lúc em thích, rất là thích cái đoạn điệp khúc mà lên, mà bé nó lên giọng bé xinh xinh rất là khỏe và cao, và kiểu cảm giác như là nó đi vô tim của mình luôn rồi. Đúng rồi. Rồi thực ra thì nếu mà thực ra thì cái bài đó bản gốc là nam, mà để chỉnh qua mà để cả nữ và nam vẫn hát được á thì nó cũng rất là khó. Dạ. Không, mà kiểu mà hợp, mà hợp lý, mà anh giống như đưa cái cảm xúc trước, bé nó sẽ đẩy cái cao trào lên. Okay. Bé nó sẽ hú hét lên. Hét thật sự. Đúng hét mà. Luôn. Đợt mà anh có một lần biểu diễn ở sân khấu của V-Live đó, thì hai người diễn rất là dễ thương luôn, mà còn dàn dựng nữa. Đúng không? Mà hát tay. Cái đó diễn phải dễ thương thôi em, cái đó là diễn quên bài đó. Mình phải nắm tay, mình nhìn nhau. Không, nó tự nhiên đâu, nó cười. Xong rồi nó làm cái gì á. Thôi, ok, thôi kệ. Không, mà hình như ngại nên em thấy không dám nhìn mặt anh đó. Đúng rồi, ngại kêu là nhìn mặt anh Quy mất cười. Ủa anh là anh đâu mất cười. Mới lớn mà, ta mới lớn, ta còn bé mà. Sao bắt được. Nít quỷ. Mà nói